Xin chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua loa nghe nhạc hoặc loa hát karaoke, xin mời quý vị hãy đến với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ Hùng Huyền, góc ngã tư, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Ở video này, Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa Kenwood LS990AD hàng bãi của Nhật Bản. Đây là cặp loa đẹp xuất sắc của hãng Kenwood. Loa có chiều rộng 35, chiều sâu 30 và chiều cao là 67cm. Kenwood 990AD được thiết kế 3 đường tiếng, gồm một bát 32 màng carbon, một chung và một loa thép. Công suất của loa 200W, trở kháng 6 ohm. Mặt trước của loa được bố trí hai tinh chỉnh để quý vị có thể tùy chỉnh tiếng chung và tiếng tép. Cặp loa này cho tiếng bass rất sâu, chung dày dặn và tiếng tép tơi nhuyễn. Hiện tại, cặp loa Kenwood LS990AD đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 11 triệu đồng. Chỉ với 11 triệu đồng, quý vị đã sở hữu được một cặp loa của Nhật. Cặp loa này có thể vừa hát karaoke và vừa nghe nhạc trong gia đình rất tốt. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.